Chào anh, xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Hữu Nhật, tổng giám đốc của công ty Nhật Vy. Và đây là trưởng phòng, và đây là Hạ Vy, trưởng phòng kinh doanh chúng tôi. Chào anh, tôi là Dương Trọng Tâm, giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Thương An. Và đây là Bảo Thị Việt Nam, trưởng phòng kinh doanh. Như thông tin công ty chúng tôi đã gửi qua mail, thì bên trong công ty chúng tôi có một đơn chào hàng đối với công ty các anh với giá một lô cà phê là 50 triệu một tấn. Thì không biết bên công ty các anh có đề xuất nào về vấn đề này không? Theo tôi, với tình hình biển đồng vừa thì chúng ta bây giờ nay thì giá của bên các anh đưa ra là quá cao so với mặt bằng chung. Các anh có thể đưa ra một giá thấp hơn có được không? Thưa anh, sản phẩm của công ty chúng tôi là sản phẩm có chất lượng cao, quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín, là một sản phẩm có thương hiệu lâu dài. Vì thế giá chúng tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Gần đây theo những thông tin trên báo chí, các sản phẩm của công ty anh chất lượng đã bị giảm dần. Nhiều người tiêu dùng phàn nàn về chất lượng của cà phê, nên anh nghĩ gì về điều này? Vâng, vừa qua khi công ty tiếp nhận những thông tin này, chúng tôi đã nhờ công an điều tra sự xác thực của thông tin đó và được biết đó là do công ty đối thủ tung ra để hại uy tín của công ty chúng tôi. Đây là một số giấy tờ để chứng minh. Công ty chúng tôi cùng nhận được mail chào hàng của nhiều công ty, trong đó có công ty Dương Dừa. Công ty này đưa ra mức giá 47 triệu một tấn và có nhiều lợi ích kèm theo. Vâng, tuy mức giá bên chúng tôi đưa ra là khá cao, nhưng chất lượng sản phẩm đã được kiểm định và có thương hiệu trên thị trường cà phê trong nước cũng như nước ngoài. Vâng, nếu bên anh đồng ý mua số lượng lớn trên 1.000 tấn, thì chúng tôi sẽ có chương trình chiết khấu giảm giá 3% cho mỗi tấn vượt. Tôi thấy như thế vẫn chưa hấp dẫn được với chúng tôi. Nếu vậy, chúng tôi đồng ý hạ mức giá xuống 48 triệu một tấn, nhưng bên cạnh đó, bên anh phải chịu chi phí vận chuyển. Chúng tôi cũng đồng ý, thông thường thì chi phí vận chuyển là do bên bạn chịu. Đúng là bên bạn chúng tôi phải chịu chi phí vận chuyển, nhưng với mức giá đã hạ, nếu chúng tôi đã còn chịu thêm chi phí vận chuyển thì công ty chúng tôi sẽ bị lỗ. Vậy thì chi phí vận chuyển với bên chịu 50% có được không? Tôi đề nghị bên tôi sẽ chịu 20% chi phí vận chuyển. Đồng thời chúng tôi sẽ ưu tiên hơn cho bên anh trong việc cung cấp hàng so với các đối tác khác. Vâng, nếu như vậy thì chúng tôi đồng ý với những điều khoản bên anh đưa ra. Vậy bên tôi sẽ chỉnh sửa hợp đồng theo những buổi họp ngày hôm nay. Sau đó sẽ gửi mail hợp đồng và hẹn ngày ký kết hợp đồng chính thức. Hy vọng rằng sau này hai công ty chúng ta sẽ hợp tác được lâu dài. Hợp tác thành công. Hợp tác thành công.